đặt ống thông tiểu nữ, Lai dùng những ống nhỏ được thiết kế đặc biệt để dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài qua đường niệu đạo nữ. Vậy quy trình, cách đặt và lưu ý cách đặt ống thông tiểu nữ như thế nào? Kính chào quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Lê Phúc Liên, trưởng đơn vị niệu nữ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui quay lại với quý vị khán giả với cái chủ đề hướng dẫn đặt thông tiểu ở nữ. Đặt ống thông tiểu ở nữ đó là một cái thủ thuật để mình đặt một cái ống thông từ bên ngoài vào bàng quang để lấy nước tiểu ra. Đặt ống thông tiểu ở nữ và nam thì kỹ thuật tương tự nhau, tuy nhiên ở nữ thì có vẻ đơn giản hơn do đường tiểu của nữ ngắn hơn. Khi cần đặt ống thông tiểu là khi mà có chỉ định cần làm chống bàng quang trong những trường hợp là sau phẫu thuật, bệnh nhân phù nề, khó đi tiểu hoặc là phải cần bất động sau phẫu thuật. Một số trường hợp là phải đặt lâu dài như trong trường hợp bị bàng quang thần kinh thì bệnh nhân cần được đặt thông tiểu một lâu dài. Ống thông tiểu ở nữ thường được sử dụng gồm có 3 loại. Loại thứ nhất là một cái ống có hai đầu giống nhau là ống Nelatong. Thì ống Nelatong là ống cần được lấy cái nước tiểu ra khỏi bàng quang và rút ra sau mỗi lần đặt thông. Cái loại thông thứ hai đó là Foley có hai nhánh, một đầu có hai nhánh, một đầu đưa vào trong bàng quang. Ở đây thì cái loại Foley thì nó sẽ có một cái bóng chèn, tức là giúp cho người và nhân viên y tế có thể lưu thông tiểu lại một thời gian từ 1 đến 2 tuần. Một số ống Foley được bao bọc bởi silicon thì những cái ống này có thể để được lâu hơn. Và cái thứ ba là ống thông tiểu sạch ngắt quãng, tức là bệnh nhân sẽ được tự đặt ở nhà. Thời gian mà có thể giữ cho ống và sử dụng đi, sử dụng lại là khoảng 6 tháng. Khi mà bàng quang không được làm chống hiệu quả thì bàng quang nó sẽ chứa đựng nước tiểu cho một thời gian dài. Thì đây là những gây những cái biến chứng, ví dụ như là nếu bàng quang giữ nước tiểu kéo dài thì nó sẽ gây nhiễm trùng đường tiểu, hoặc là bàng quang căng quá mức gây tổn thương cơ bàng quang, từ đó làm cho bạn nhân không thể đi tiểu được hiệu quả. Một số trường hợp thì khi bàng quang căng giãn quá mức trong thời gian dài có thể trào ngược nước tiểu lên thận gây suy thận và nhiễm khuẩn tiết niệu. Ngoài ra thì có những cái trường hợp như là tiểu gấp hoặc là tiểu gấp không kiểm soát là do bàng quang trữ nước tiểu quá nhiều và bệnh nhân không thể kiểm soát được khi mà mắc tiểu. Ưu và nhược điểm của đặt thông tiểu ở nữ thì ưu điểm tức là mình cần làm chống bàng quang trong những trường hợp bệnh nhân không có khả năng có thể làm chống bàng quang hiệu quả. Thì nhược điểm thì là đây là một cái ống thông đưa vi khuẩn từ bên ngoài vào cơ thể, do đó dù ít nhiều thì nó cũng sẽ gây nguy cơ bị nhiễm trùng đường tiểu. Ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thì với hai cái trường hợp đầu tiên, tức là mình đặt xong rồi mình rút, và một trường hợp thứ hai là đặt lưu kéo dài, thì đây là hai cái thủ thuật cần phải có nhân viên y tế thực hiện. Đối với cái trường hợp mà đặt ống thông tiểu sạch ngắt quãng, tức là bệnh nhân hoặc người nhà có thể đặt tại nhà, thì nó gồm những cái bước như sau. Thứ nhất là bệnh nhân cần phải rửa tay sạch, sau đó thì chuẩn bị dụng cụ trên một cái bàn sạch và thuận lợi để có thể mình có thể lấy dụng cụ được bất kỳ lúc nào. Và sau đó thì mình lại phải dùng những cái gạt có thể sử dụng một lần để vệ sinh vùng bộ phận sinh dục ngoài. Trong những trường hợp sử dụng những cái gạt sạch thì mình sẽ vứt luôn, không có sử dụng lại những cái gạt sử dụng một lần như vậy. Và tiếp theo thì mình phải rửa tay lại một lần nữa. Đây là cái bước cực kỳ quan trọng vì những cái vi khuẩn khi sau khi mình vệ sinh bộ phận sinh dục nó có thể lây qua tay và có thể làm gây nhiễm trùng tiểu. Do đó các bạn nên nhớ là cần phải rửa tay sạch một lần nữa. Sau đó thì mình dùng tay thuận vén môi lớn ra để mình có thể thấy được cái lỗ niệu đạo. Ở cái bước này thì người bệnh nhân cũng như người nhà có thể giúp cho bệnh nhân ở một cái tư thế thuận tiện, ví dụ như ngồi hoặc đứng. Một số trường hợp đầu tiên thì cần phải có cái gương để có thể nhìn cái lỗ niệu đạo để mình có thể đặt ống vô. Và khi này thì khi mình sử dụng ống thì mình cần cầm ống ở phía cuối ống, tránh đụng vô đầu ống có thể làm gây nhiễm khuẩn. Và sau đó thì bôi ống bằng một cái dung dịch bôi trơn để có thể dễ dàng đưa vào bàng quang.
Sau đó thì bạn sẽ cần cầm cái đầu ống đưa vào bàng quang và lấy nước tiểu ra. Thì khi bắt đầu nước tiểu đi ra thì mình sẽ dừng lại và giữ ống ở vị trí đang có. Và sau đó khi nước tiểu ra gần hết thì bắt đầu mình mới rút ống ra khỏi và mình rửa tay cũng như vệ sinh ống. Một số trường hợp thì là mình sử dụng ống một lần rồi bỏ thì mình vứt luôn ống đó. Còn một số trường hợp thì mình sử dụng lại trong những cái ống được bao bọc bởi silicone thì mình theo các hướng dẫn sử dụng để mình có thể vệ sinh ống và giữ ống lại để lần sau mình có thể đặt lại ống. Cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những chủ đề sau.